Chào quý anh chị gia đình công giáo. Thì qua nhiều cái video clip em đã làm, em nghĩ những video clip trước em nói rất là chung chung, và em nói những cái gì ở trong mặc khải. Thì bây giờ em sẽ căn cứ vào mặc khải để em đi vào vấn đề tìm hiểu nguồn gốc của Vatican II và nguồn gốc của đạo Công giáo của chúng ta. Để một số các anh chị á, những ai mà bận quá không có thời gian, hoặc là các em mà đã có một cái truyền thống gia đình mình đã đi theo cái lối mòn như vậy, và mình cũng không có khi nào mình có một cái sự mảy may gì đó nghi ngờ các cha, và đặc biệt là các em hay là mọi người nào đó, cũng anh chị gì đó, chúng ta có một cái niềm tin bất diệt ở các cha linh mục trong cái thời kỳ này, thì cũng sẽ có một cái nhìn trở lại để chúng ta không có đi sai con đường. Thật ra những nỗ lực của em để em làm những cái video clip này, nó có một cái sự thôi thúc trong tâm hồn em. Em cũng không có bè phái, em không có ai cả, em chỉ có một mình thôi, và em sống ở vùng ven của thành phố, thuộc dạng về ngoại ô. Thì ở đây á, là em cũng không có kết nối với tất cả một cái sự lệch lạc nào, nhóm nào, để mà cơ hội trong cái sự không hay vì cho đạo của chúng ta. Thì cái đạo của chúng ta là một cái đạo rất là tốt lành rồi, em chỉ muốn xây dựng và bảo vệ. Nếu như á, thật ra bây giờ không có xây dựng gì được nữa, thì em cũng sẽ có một cái sự chia sẻ nào đó, bởi vì cái lòng yêu mến của em, vì cha em là đấng tình yêu, là một sự tình yêu thanh khiết và cao quý. Cha em là một người có một trái tim quá tốt lành. Chính vì vậy mà một khi em đã, nếu như em đã đi lạc từ những năm trước đây thì em không nói, còn bây giờ em đã đi về ngôi nhà của Thiên Chúa rồi, em vào gia đình Công giáo rồi, em có cái sự đền đáp để mà chuộc lại những cái lỗi lầm của em. Cho nên là cái sự lên tiếng của em nó có thể là không đi sâu vào lòng các anh chị, bởi vì các anh chị nghĩ rằng em là người mới. Nhưng mà các anh chị cũng hiểu rằng là cũng có biết những mặc khải là có những người được ơn Chúa, và cũng không thể phủ nhận được những gì tốt đẹp đều đến từ Thiên Chúa, đúng không các anh chị? Vậy thì nếu như mà một con đường sai lạc của em đã từng là em đã từng là một cái Phật tử, Phật tử của một gia đình của Phật giáo, thì tại sao em có thể thay đổi một cách ngoạn mục, trong khi á em là một người cứng lòng, và cũng là rất nhiều lần em xúc phạm Thiên Chúa, thì tại sao em lại có những cái ơn cầu xin, và em không kêu gào bên đạo Phật mà em lại kêu gào Thiên Chúa, và tại sao em lại có một cái con đường lựa chọn là con đường đi về ngôi nhà của Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa đến mức độ mà cái gì của Chúa là em ngấu nghiến, em đọc, em tìm hiểu, nhất là cúng Kinh Thánh, nhất là mặc khải, vì mặc khải là lời Chúa và Kinh Thánh là lời Chúa, ngôi lời là Chúa. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu xem cộng đồng Vatican Tino là ai. Cộng đồng Vacantino là một cộng đồng diễn ra từ năm 1962 đến năm 1965. Vacantino II là một cộng đồng giả dối, dấy lên một cuộc cách mạng chống lại 2.000 năm giáo huấn và truyền thống Công giáo. Vatican II chứa nhiều lạc thuyết đã bị trực tiếp lên án bởi các giáo hoàng trong quá khứ và các cộng đồng với ơn vô ngộ. Nhưng chúng ta sẽ thấy Vatican II đã cố gắng trao cho tín hữu Công giáo một tôn giáo mới. Trong giai đoạn sau Vatican II, mọi khía cạnh của đức tin Công giáo đã diễn ra nhiều thay đổi to lớn, bao gồm việc triển khai một thánh lễ mới. Những thông tin em đọc cho các anh chị thì em cũng sẽ công khai đường link ở đây là đường link nào, và các anh chị sẽ xác tín cái thông tin của em đúng hay sai. Em xin tiếp tục.
Vatican II cũng đưa ra các thực hành và quan điểm mới đối với các tôn giáo khác. Giáo hội Công giáo không thể thay đổi giáo huấn về các tôn giáo khác và quan điểm về thành viên các tôn giáo khác. Vì đây là những sự thật của đức tin được mặc khải bởi Chúa Giêsu Kitô. Vatican II đã cố gắng thay đổi nhưng sự thật của giáo hội, những sự thật của Giáo hội Công giáo. Vatican II được Gioan 13 triệu tập và đã được Paulo VI long trọng ban hành và xác nhận và xác nhập vào ngày 8 tháng 12 năm 1965. Vatican II không phải là một công đồng chung hay đại chúng thật sự của Giáo hội Công giáo. Bởi vì như chúng ta sẽ thấy chi tiết, nó được triệu tập và xác nhận bởi những kẻ lạc giáo công khai, Gioan 13 và Phaolô 4 đâu và Phaolô 6, những người không đủ tư cách cho cuộc bầu cử giáo hoàng. Ở đây trong cái phần mà em gửi qua, các anh chị sẽ thấy có một cái sự liên kết ở sắc chỉ của Đức Phaolô 4, thì anh chị chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Còn em đi việc cái chính của chúng ta muốn nói thôi. Hoa quả của Vatican II là cực kỳ rõ rệt. Bất kỳ một tín hữu công giáo trung thực nào sống trước công đồng và so sánh nó với tôn giáo trong các giáo phận ngày nay có thể chứng thực một thực tế rằng Vatican II khánh thành một tôn giáo mới. Vatican II sử dụng một động từ tương tự như trong cộng đồng Florence để dạy điều hoàn toàn ngược lại. Công đồng Florence bình định tính lý rằng bất kỳ cá nhân nào giữ quan điểm trái với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về Chúa Giêsu Kitô hoặc Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc bất kỳ một sự thật về Thiên Chúa của chúng ta hoặc Thiên Chúa Ba Ngôi đều bị chối bỏ bởi Thiên Chúa. Ở đây có một sự mở rộng. Giáo hội lên án chối bỏ quyền rủa và tuyên bố. Đây em cho qua. Rồi em tiếp tục. Đây là một minh định tính lý bất khả ngộ của Giáo hội Công giáo về những cá nhân giữ quan điểm về Chúa Giêsu Kitô hoặc là Thiên Chúa Ba Ngôi trái với Giáo hội. Ví dụ như người Do Thái, người Hồi giáo, vân vân. Cộng đồng Florence long trọng bình định rằng bất cứ ai có quan điểm trái với giáo huấn của Giáo hội về Đức Chúa và Thiên Chúa Ba Ngôi, ví dụ người Do Thái, là bị lên án và chối bỏ. Lưu ý rằng công đồng không chỉ đơn thuần nói rằng quan điểm trái ngược với Thiên Chúa bị chối bỏ mà chính cá nhân đó bị chối bỏ. Tính điều này bắt nguồn từ chân lý được Thiên Chúa mặc khải trong Kinh Thánh. Matthew chương 10 câu 33 có nói: còn ai chối ta trước mặt người đời, ta thì ta sẽ chối kẻ ấy trước mặt Cha ta đấng ngự trên trời. Từ chối có nghĩa là cự tuyệt hoặc là bác bỏ. Ai chối bỏ Thiên Chúa sẽ bị từ chối bởi người. Nhưng trong tuyên ngôn về các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Vatican II dạy chính xác điều ngược lại. Tuyên ngôn Vatican II, Dotra Ater, mặc dù giáo hội là dân mới của Thiên Chúa, người Do Thái không nên được trình bày như bị chối bỏ hay quyền rủa bởi Thiên Chúa, như thể là quan điểm như vậy rút ra từ Thánh Kinh. Vatican II phủ nhận sự thật được Thiên Chúa mặc khải trong Matthew chương 10 câu 13 được công đồng Florence long trọng định tính. Giáo huấn của Vatican II là lạc giáo trắng trợn. Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn nữa khi xem xét một cách chi tiết trường hợp bất cứ người nào nghi ngờ về việc này. Xin cân nhắc những sự việc sau đây. Thì ở đây chúng ta có một bảng so sánh. Các anh chị sẽ xem cái bảng này bởi vì trong này có những cái từ ngữ hình như là của nước nào em không biết nhưng rất khó đọc. Giống như một ngôn ngữ, nguồn gốc, chữ Latin. Em không rõ cái nguồn gốc, cái chữ này em không đọc được. Thì theo như anh chị chúng ta đã biết rồi, vừa rồi em có đọc cộng đồng Vatican là một cộng đồng lạc giáo. Vậy tại sao hiện tại cái truyền cái
cái Kitô giáo của chúng ta hiện nay bị điều khiển bởi Công đồng Vaticano II. Em tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ Kitô giáo thì các anh chị biết là chúng ta rồi. Bây giờ em đi qua cái vấn đề là tại sao có một cái sự liên kết như thế này. Một sự liên kết như thế này thật là khủng khiếp mà. Phải biết các anh chị ạ. Em nghĩ rằng là đã là con của Thiên Chúa rồi thì anh chị em chúng ta cần đoàn kết, đó là sức mạnh. Và chúng ta không được lợi lộc gì ở đây cả, chúng ta chỉ muốn cứu rỗi linh hồn của nhau và chúng ta vâng theo lời cha mẹ, cha Giêsu và mẹ Maria. Trước khi để vâng lời các giáo mục, các giám mục, các linh mục, chúng ta sẽ vâng lời Chúa qua mặc khải. Chúa mặc khải là mặc khải thánh linh, cho nên là chúng ta sẽ có tâm hồn thánh linh, chúng ta sẽ cảm nhận được. Ai nghe tiếng Chúa thì sẽ đi theo con đường của Thiên Chúa. Sau đây em tiếp tục. Ở đây là Giáo hoàng Gioan 13. Giáo hoàng Gioan 23 khởi xướng công đồng này vì cho rằng giáo hội cần được canh tăng để kết nối với các thành phần dân Chúa trong thế kỷ 20, khi mà đời sống trọng vật chất ngày một chiếm lĩnh ưu thế. Một số hoạt động của giáo hội cần được canh tăng và giáo lý công giáo cần được rao giảng trong tương quan và dĩ nắm bắt đối với các thành phần dân Chúa thuộc thời đại này. Chạy theo thời đại, các anh chị thấy không? Chạy theo thời đại. Nhiều nghị phụ thấu hiểu điều này, trong khi một số khác cố níu giữ quan điểm bảo thủ. Tức là giữ quan điểm bảo thủ là gì? Tức là giữ cái truyền thống trên Tridentino của Thiên Chúa chúng ta, của gia đình công giáo chúng ta, của Kitô giáo chúng ta. Đó là những cái nhóm người bảo thủ không muốn canh tăng. Cái Kitô giáo của chúng ta là gọi là bảo thủ. Bảo thủ là gì? Chúng ta sẽ nhất nhất chỉ có một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa mà thôi, chúng ta không chấp nhận một ai là Chúa nữa, và chúng ta chỉ chấp nhận chỉ có một cha Thiên Chúa, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa ba ngôi. Rồi em tiếp tục. Tuy nhiên, nhóm ủng hộ canh tăng đã chiến thắng phía phe đối lập. Và kết quả là 16 văn kiện được công đồng đưa ra nhằm phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo lý và mục vụ dư. Bây giờ em nói với anh chị nghe, từ cái lúc mà hốt cái công đồng Vaticano II này về bắt tay với nhau xong, bây giờ thay đổi hết tất cả cái điều trong Chúa hết 16 văn kiện. 16 văn kiện này. Các cha linh mục, em cảm thấy rất là, đôi lúc mình cảm thấy không hiểu á, là cứ lên ở trên nhà thờ á làm lễ á, cha ơi, cha linh mục ơi, cha làm lễ cái cha nâng ly rượu lên, cha nói đây là mình Chúa, đây là máu Chúa, đây là tất cả là cái gì cũng của Chúa, tức có nghĩa là món ăn thánh thể, món ăn của thánh. Nhưng mà trong đó cha, trong đó lại có virus đó, các cha lại nói như thế. Rồi tại sao thay đổi rượu thì lại có một cái sự giải thích rằng là như thế này. Thay đổi rượu á là bởi vì có một số giáo hoàng bị lét bao tử, bị tăng sông máu, cho nên là cái rượu đó nó có nồng độ cồn, thay đổi luôn cả rượu. Thì nói là nói như vậy. Sau đây em sẽ đi chi tiết và em sẽ kèm theo đường link. Các anh chị gia đình công giáo của chúng ta khoan vội bác bỏ những ý kiến của em. Xin hãy mở rộng tâm hồn. Hãy đón nhận lời em một lần. Hãy đón nhận tài liệu của em đưa một lần. Để chúng ta sẽ là người theo tiếng gọi của linh hồn, theo tiếng gọi của thánh linh cha ta, của thánh linh mẹ ta, mà chúng ta có cái sự cảm nhận cá nhân của riêng mình. Bây giờ 16 văn kiện được công đồng đưa ra nhằm để gì? Để một cái câu gọi là phát triển hệ thống giáo lý chạy theo cái đời sống vật chất như hiện nay và đời sống giáo trẻ. Bây giờ em nói thêm một cái nữa, đó là trong cái vấn đề sách kinh thánh thì tại sao có sự thay đổi? Các cha nói thế này tại vì là cái ngôn ngữ của ngày xưa sử dụng
giới trẻ ngày nay không hiểu. Xin thưa các cha, nguồn gốc như thế nào, xin giữ lại, các cha cũng biết được rằng Chúa có nói. Những gì mà trong Kinh Thánh viết thì dù một chấm một phết cũng không thay đổi. Đó chỉ là một chấm, một phẩy còn không giờ được, huống gì. Bây giờ các cha dám cãi đến mức độ mà thay đổi hết luôn. Các cha ơi, các cha hãy nhìn xem. Các cha có nghĩ không? Một cuốn Kinh Thánh mà ra đời bao nhiêu ngàn năm nay, các cha cộng luôn cái thời Cựu Ước lại, một sự thánh linh ghi lại cho chúng ta, cộng luôn Cựu Ước lại đã bao nhiêu, đã là bao nhiêu thế kỷ rồi, hàng mấy chục thế kỷ. Nhưng mà các cha có thấy nó lỗi thời không? Các cha có thấy Kinh Thánh từ Cựu Ước cho tới Tân Ước có lỗi thời cái chỗ nào không? Có lỗi thời không? Vậy thì các cha có kết luận được rằng Thiên Chúa của chúng ta, Cha của chúng ta là một người cha không những đầy quyền năng, mà sự khôn ngoan của người vượt cả thời gian, vượt cả không gian, vượt cả thời gian, vượt cả không gian luôn. Vậy thì các cha, sự thông minh của các cha có được như vậy hay không? Có vượt cả thời gian, vượt cả không gian không? Hay là những gì các cha đưa ra sẽ là một cái thời gian nhất định rồi bắt đầu là quăng, xóa, bỏ, thay đổi, cải cách, cành tầng, hết người này lên tới người kia lên, sẽ có sự cải cách theo cái ý nghĩ riêng của cá nhân của mỗi người. Con người là một thực thể mau thay đổi, con người có một cái bản tính mau thay đổi, nhưng mà các cha đã chạy theo cái sự thay đổi của hiểu biết của bản thân để rồi thay đổi một cái cách suy nghĩ nông cạn của loài người. Bây giờ em sẽ chi tiết về cải cách cái gì. Thứ nhất, cải cách sâu rộng hoạt động phục vụ. Thứ hai, đổi mới các học thuyết về giáo hội. Thứ ba, mặc khải luôn, mặc khải và giáo dân. Thứ bốn, cách tiếp cận mới trong quan hệ giữa giáo hội và thế giới, về đại kết, về quan hệ liên tôn và về tự do tôn giáo. Chết chưa, chừng đó thôi cha, chết cái một cái là đã chết rồi. Cho nên là các anh chị chúng ta sau khi tìm hiểu như thế này rồi, các anh chị có thấy rằng điều đó đã hiện hữu trong cái quá trình mà các cha làm lễ hay không? Ở đây rất là dài nhưng mà em chỉ nói chính thôi, em sẽ không có nói dài quá trong các cái video như thế này. Thì bây giờ em đọc tiếp ngay cái gì thay đổi thôi. Theo Giáo hoàng Biển Đức 16, thông điệp chính của cộng đồng là tính quan trọng của sự phục sinh với Kitô hữu. Cộng đồng đổi mới đời sống thánh hiến, cố gắng đối thoại với những tôn giáo khác và kêu gọi cả thế giới đến sự thánh thiện làm mục đích quan trọng nhất theo Đức Giáo hoàng Phaolô 6. Vì sao tiếng bản xứ được dùng rộng rãi trong thánh lễ thay thế tiếng Latin? Phẩm phục thường được sử dụng là Gothic thay vì Roman, nhưng trước đây kinh nguyện thánh thể được bổ sung thêm nhiều mẫu nằm phục vụ được tinh giản, cái thêm cái bớt ha. Linh mục được phép hướng về giáo dân để cử hành thánh lễ và âm nhạc có nhiều thích nghi với các dân tộc, chạy theo cái gì, chạy theo loài người, chạy theo cái gì, tất cả đều chạy theo loài người hết, chạy theo cái gì đó làm hài lòng con người chứ không làm hài lòng Cha Thiên Chúa của chúng ta. Nhưng mà các cha nên nhớ rằng là cái bí tích thánh thể này mà để các cha đứng lên làm lễ đó là nhờ cái sự lập bí tích thánh thể của Chúa Giêsu. Chỉ vì cái bí tích thánh thể này là nhằm mục đích là gì? Dâng của lễ hy sinh tinh tuyền mà cao quý của Chúa còn lên cho Chúa Cha, thì các cha phải để cái trọng tâm là Chúa Cha, chứ đâu có quay xuống dưới giáo dân để giáo dân là trọng tâm. Bây giờ cái 6 điều răn của Hội Thánh, xem lễ ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc, bây giờ thay vì đi xem thì các cha lại cho tham dự các cuộc họp, lại cho tham dự, rồi cho rằng cái điều đó làm cho cái sự
hoạt động để cho cái người giáo dân họ có một cái gì đó giao thoa trong cái quá trình thánh lễ. Buồn chứ, buồn chứ anh chị ha. Buồn, tuy rằng nói thì nói mạnh miệng vậy thôi chứ còn em buồn lắm luôn, thiệt quá khổ tâm đi, quá khổ tâm mà khi nhìn như thế này đau lòng quá. Mà các cha linh mục bây giờ thôi thì các cha học cao hiểu rộng lắm, không có tiếp nhận gì đâu, chỉ là tiếng nói của giáo dân của chúng ta thôi. Em chỉ mong rằng thôi thì các cha không nghe con cũng được, thôi thì các cha thông minh hơn, các cha sáng suốt hơn, các cha là những người pha-ri-siêu của cái thời Chúa Giêsu mới ra đời, các cha là những người uyên bác và các cha tự tôn chúng các cha lên. Và điều đó thì chỉ có cầu nguyện Chúa thôi, chứ còn mỗi người là một sự tự do, Chúa còn không trói buộc điều đó mà. Còn các con chỉ lên tiếng theo cái vấn đề là gì, thương người có 14 mối, thương xác 7 mối và thương linh hồn. Con không có gì dâng lên cho cha cả ngoài thương linh hồn, và con lấy lời lành mà khuyên người. Thì sau khi những cái giảm cái bớt đó rồi thì bắt đầu là nhà thần học như là Cát Ranel, John Courtney hay là Murray dựa trên lời kêu gọi đổi mới của giáo hoàng Gioan 23 mà tìm cách tích hợp kinh nghiệm của loài người thời nay với các nguyên tắc giáo hội căn cứ vào Chúa Kitô. Nhiều lắm anh chị ạ. Thôi thì em sẽ đọc những cái chính này vậy thôi. Cái nào mà em để cái chữ mà em làm đỏ đỏ lên thôi, chứ còn thật sự là thay đổi tất cả. Rồi thậm chí là gì, cuối cùng cuối kỳ họp thứ hai, Hồng Y Leo Joseph Suenen từ Bỉ chê cộng đồng vắng phụ nữ, chê cộng đồng vắng phụ nữ. Tháng 9 năm 1964, 15 phụ nữ được bổ nhiệm làm viên dự thính sau cùng, và Vatican II có tổng cộng 23 viên dự thính nữ, 10 người theo đạo. Đau lòng không, có 10 người theo đạo mà phụ nữ. Bây giờ á, theo đạo mà 10 người cũng không được nữa. Mà còn 13 người còn lại không theo đạo nhưng vẫn được gì? Chê là không đưa phụ nữ vô. Không có thì không vui, chắc là chạy theo cái sự vui của loài người đây, chứ còn không có nghĩ đến cái sự thiêng liêng của cái thánh lễ đó. Và thật sự đây cũng có thể rằng là một minh chứng. Thì em sẽ cho anh chị thấy cái minh chứng đó là gì. Họ chạy theo cái kiểu của chính họ, chứ họ không nghĩ cho cái vấn đề là đây là một cái sự hy sinh lớn lao mà Thiên Chúa mang cho loài người của chúng ta. Và họ không nghĩ đó là cái trách nhiệm của họ, những cái gì họ được cái đặc ân là họ đang làm cái việc cho nhà Chúa. Đó là một cái sự vui mừng hết sức. Em cảm thấy đọc tới đây em lại nghĩ tới cho gia đình của những cái người mà có những gọi là ông bà cố cứ bước vô gia đình Công giáo cũng được 3 năm, em mới thấy là giáo dân đó người ta vui mừng dễ sợ khi mà nghe nói gia đình kia đó sắp có người được lên chức cha rồi, rồi gia đình này có 3 người, gia đình kia có ba người luôn, con trai luôn, rồi thậm chí là có những chị gái trong nhà cũng đi theo luôn đó, đi theo Chúa. Thì nghe thì mừng rỡ, nhưng các cha ơi, nếu như mà có sự hy sinh đó mà các cha muốn tặng hiến cho Chúa thì tại sao không nghe theo lời Chúa mà nghe theo lời loài người, rồi để ông cố bà cố sau này buồn chết. Cái trước mặt người đời người ta khen như vậy, nhưng đừng sống trên miệng lưỡi sự khen ngợi của loài người. Họ khen ngợi đó, nhưng rồi các cha cứ nghĩ cái điều đó là tốt lành và các cha chạy theo cái sự gì, cái sự như ngày hôm nay. Để rồi các cha không phân phục Thiên Chúa thì các cha nhận lấy điều tồi tệ, còn miệng lưỡi người đời sẽ không mang lại điều gì cho các cha hết. Là một sự chết chóc rất là đau đớn, rất là mất mát, khổ lắm. Con nghĩ chẳng có cái gì ở trong cái sự khen ngợi của người đời mà làm cho chúng ta có một cái vui mừng để sống cả linh hồn cả.
Chúa cũng đã nói rồi, cái gì mà con ở ở dưới thế gian này á, mà con to lớn, con được người đời khen ngợi rồi á, thì con sẽ không được khen trên thiên đàng đâu. Bây giờ có một cái câu hỏi như thế này: Thánh lễ Tridentino có bị bãi bỏ sau khi bộ luật, khi bộ giáo luật năm 1983 ra đời không? Không biết đây là một câu hỏi của ai, nhưng mà trên cái trang công giáo.info thì có một cái câu hỏi như vậy. Thì ở đây người giải đáp chính là cha Edward MC Namara, dòng đạo binh Chúa Kitô, khoa trưởng thần học và giáo sư phục vụ của trường đại học Regina Apostolorum, nữ vương các thánh tông đồ Roma. Thì cả một câu hỏi dài như thế này: trong năm 1983, khi bộ giáo luật mới được ban hành, thánh lễ Tridentino của Đức Thánh Cha Pio V đã được nghĩ là sẽ bị bãi bỏ. Tôi đang học giáo luật vào thời điểm đó và được cho biết trên thực tế rằng thánh lễ Latin đã bị bãi bỏ bởi Đức Thánh Cha Paulo VI. Tôi tham khảo ý kiến một số chuyên viên ở Roma và người ấy đã nói với tôi rằng nếu Đức Thánh Cha Paulo VI có ý định bãi bỏ thánh lễ Latin, ngài đã sử dụng một động từ Latin khác. Nhưng điều này không làm giảm đi sự thật rằng người ta tin rằng thánh lễ ấy đã được bị bãi bỏ. Do đó, khi bị giáo luật mới được ban hành, tôi cho rằng bất kỳ sự tham khảo nào với phụng vụ trong bộ giáo luật mới chỉ đề cập đến hình thức thông thường của thánh lễ. Chữ đỏ cho thánh lễ Latin đã được thiết lập bởi Đức Thánh Cha Pio V. Tính hiệu lực của một hành động tùy thuộc vào ý định của các nhà làm luật hoặc một người thực hiện hành động ấy. Xin cha vui lòng bình luận điểm này. Ký tên là MF, Ottawa, Ontario, Canada. Việc này được trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên là liệu hình thức ngoại thường của thánh lễ đã được chính thức bãi bỏ không? Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tuyên bố trong tông thư dưới dạng tự sắc Summorum Pontificum các vị giáo hoàng năm 2027 của mình như sau. Do đó, được kể là hợp luật khi cử hành thánh lễ theo bản tiêu biểu của sách lễ Roma do Chăn Phước Gioan 13 công bố năm 1962 và chưa bao giờ bị hủy bỏ như một hình thức ngoại thường trong phục vụ của giáo hội. Bản dịch Việt của Linh Mục Trần Công Nghị và Đặng Minh An. Do đó, nếu Đức Thánh Cha đã nói thánh lễ Latin chưa bao giờ được bãi bỏ thì đây là một trường hợp đúng, trong khi Đức Thánh Cha Paulo VI không bao giờ đưa ra tuyên bố chính thức về việc bãi bỏ sách lễ cũ và trong một số trường hợp đã cho phép thánh lễ này được tiếp tục cử hành. Một số người tin rằng nó đã bị bãi bỏ do một cái nguyên tắc kinh điển được nêu trong các điều 20-21 của bộ giáo luật. Thôi, cái giáo luật này thì em bỏ qua đi. Em chỉ đi cái chính ở chỗ này như thế này đi. Bây giờ em chỉ đi cái chính là cái chỗ này nè. Cái chỗ mà có một cái chỗ là thay đổi này nó mới để cho anh chị em của chúng ta suy luận. Có thể một số trường hợp không được rõ ràng, thí dụ một số người hỏi liệu một chén thánh nhỏ thứ hai có thể được sử dụng trong hình thức ngoại thường không, vì lợi ích của các người bị loét bao tử họ. À đây, may quá, không thì em lại đi qua mắt. Một tiêu chuẩn tương tự cũng có thể được áp dụng cho các quy định được ban hành sau khi bộ giáo luật mới được công bố. Thí dụ, các quyết định của tòa thánh về tính hợp lệ của việc sử dụng rượu mất tâm nho nhẹ để cử hành thánh lễ đối với các linh mục bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện rượu, hay của việc sử dụng bánh mì có lượng gluten thấp cho người bị bệnh loét dạ dày
cũng có thể áp dụng cho những người dâng lễ hoặc tham dự thánh lễ theo hình thức ngoại thường. Các anh chị có thấy điều gì bất thường ở đây không? Tức có nghĩa là hèn gì á, mà ở trong mặc khải á, em nghe mẹ cũng có nói á, là những cái gì của Chúa và mẹ thay đổi hết, kể cả rượu. Rượu bây giờ thay đổi bằng rượu nho nhẹ gọi là rượu mất tâm. Còn bánh thánh á, cũng thay đổi luôn. Bởi vì là cái trong cái bánh mì đó nó có cái lượng gluten thấp. Thiệt có là đau lòng à. Các cha linh mục ơi, con tới đây cái con không biết nói gì với các cha luôn. Con đau lòng quá trời quá đất, thôi thì nói luôn. Các cha làm thánh lễ, khi nào các cha được dùng cái bánh này và khi nào các cha dùng cái rượu này? Cái bánh và cái rượu này khi dùng ở các cha là các cha trong quá trình các cha làm lễ bí tích thánh thể đại. Và vậy thì trong cái lễ bí tích thánh thể đó, các cha đâu có phải uống rượu mà các cha cũng đâu phải ăn bánh. Cái lúc này á thì cái bánh đó với lại cái rượu đó đó, nó trở thành mình và máu Thánh Chúa. Mà con nói thật, nếu như mà cái niềm tin của các cha mà nó cao giống như những gì mà các cha mà đứng làm lễ đó, thì con nghĩ rằng cái bệnh loét dạ dày đó nó cũng chẳng là cái gì đối với phép màu của Thiên Chúa. Thậm chí nó còn hết luôn. Các cha nghĩ xem. À, ai ta? Ông Lazaro. Ông chết, ông nằm ở trong ngôi mộ mà đã băng, đã bó, đã liệm rồi. Thế mà một lời chú phán thôi, Lazaro hãy trỗi dậy ra khỏi mộ. Thế con hỏi các cha, Lazaro có dám nằm trong đó không? Dạ không, Lazaro bị băng bó không thấy đường nhưng mà vẫn phải bước cái cửa đi ra. Vậy thì con hỏi các cha, cái chứng dạ dày của các cha là cái gì? Loét bao tử đâu là cái gì? Nếu như các cha có một cái niềm tin xác tín đối với cái việc thi hành trong thánh lễ, thì con nghĩ rằng cái vấn đề loét bao tử và dạ dày đó nó sẽ không bao giờ nó hành hạ các cha. Tại vì niềm tin của các cha không có. Mà con đây tự hiểu, các cha có một cái ơn gọi đi theo. Tức có nghĩa là từ bé các cha phải yêu Chúa, yêu Chúa, yêu mẹ. Và các cha phải thực sự là tin tưởng rằng đó là một cái đạo yêu thương, đó là một cái đạo tinh tuyền, đó là một cái đạo tuyệt hảo, tuyệt hảo. Đó là một cái nhà gia đình của chúng ta. Đó là nơi mà gia đình của chúng ta thực sự là cha ta sinh ra linh hồn ta. Nếu như mà các cha nghĩ được như vậy thì các cha mới thánh hiến đời của các cha cho cái đạo Kitô giáo của mình, đúng không các cha? Chứ nếu như mà mình không nghĩ, không có tình yêu đối với Thiên Chúa thì mình đâu có thể nào tặng hiến một đời mình đối với lại giáo hội như vậy. Nhưng mà tại sao trong cái quá trình đi theo rồi tiếp tục các năm mình học hành, rồi mà lên được tới cái quá trình nhậm chức cha, rồi điều gì tác động các cha mà các cha mất niềm tin, mà các cha không còn có sự gọi là cái tâm hồn mà như lúc ban sơ nữa, mà các cha đánh mất cái sự ban sơ đó bằng một cái trí tuệ của cái người đời hiện nay, để rồi các cha cứ nghĩ bánh là bánh, rượu là rượu. Thế thì các cha cử hành cái lễ đó trong một cái sự rỗng tuếch về trí tuệ, trong một cái sự rỗng tuếch về niềm tin. Trong đó chắc các cha không hề có tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì các cha cứ nghĩ rằng vẫn đang uống rượu cho nên loét bao tử, và miếng bánh kia là nó có đường gluco, nó gây ảnh hưởng đến cái đường máu huyết, tăng huyết áp, tăng lượng đường. Sao kỳ thế hả? Con nghĩ đó là mình và máu Thánh Chúa, chứ tại sao nó vẫn là bánh với là rượu, rồi nó ảnh hưởng nồng độ cồn trong đó. Các anh chị giáo dân của chúng ta có thấy điều đó, có thấy những gì em nói là nó sai không? Nó sai không? Các anh chị nghĩ đi. Bây giờ các cha trả lời như thế này đây, mà đường link này em cũng sẽ để cho các anh chị coi, chứ còn em không giữ cho riêng mình làm gì. Cuộc đời em bây giờ á, em chỉ muốn là lấy công chuộc tội thôi. Bởi vì trước khi mà tới với Chúa thì em là kẻ tội lỗi, mà khi đến với Chúa rồi thì em vẫn cứ tội lỗi, em vẫn còn một cái tội gì đó nữa. Thành ra là em cần phải
em cũng muốn là thôi thì một khi á cái mình vẫn còn được cái ơn gọi đi về, em còn một cái con đường Chúa cho em như thế này, thì em cũng phải biết trả ơn cái người cha mà tốt lành của em, một người cha tinh khiết của em, một người cha không có một cái tì vết, chỉ biết yêu thương và quá là tinh tuyền, quá là tinh khiết đi. Người cha của em cực kỳ, và người cha này không chỉ của riêng em, người cha này là của chúng ta, của anh chị em của chúng ta hãnh diện vì điều đó. Một người cha sinh ra, một người cha trên cõi đời này không bao giờ biết tới cái gì một cái từ ghét, mà chỉ biết yêu thương và yêu thương, và làm một cái sự sáng tinh khiết đến mức độ không không chấp nhận một cái lỗi lầm nào, không có, kể cả yêu luôn cả kẻ kẻ thù luôn. Thì chúng ta cũng phải học hỏi cha ta, vì ta là con của đấng, ta là con của đấng thánh, ta sống sao cho xứng với người, còn em chỉ là sống sao để trục là bớt 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 cái tội, để mà làm vui lòng Chúa thôi, để vui vui lòng mẹ thôi, chứ còn em cũng không có nghĩ là em được luyện ngục hay là nằm ở thiên đàng gì đâu, em cũng chẳng biết em nằm đâu, tại vì có khi tội lỗi quá rồi không biết vì đâu luôn. Thì qua những cái bài anh chị thấy đó, một sự thay đổi hết trơn luôn. Rồi các cha cứ nghĩ rằng cái sự thay đổi nó không đáng, thử hỏi các cha linh mục bây giờ á, con vẫn biết được rằng là các cha vẫn được tự do ở cái chỗ là làm lễ. Các cha có thể làm lễ theo cái vấn đề truyền thống Tridentino được, chứ không ai ép các cha là không hết. Như vậy thì tại sao các cha không làm? Tại sao các cha không làm? Các cha nghĩ gì? Các cha nghĩ rằng giáo dân của chúng con không nên quỳ hả? Mà một điều như thế này, các cha cứ đi qua gặp Đức Giáo Hoàng đi, các cha có thấy sự nhỏ bé của các cha đối với Đức Giáo Hoàng không? Vậy thì khi mà gặp, các cha có cúi khom người xuống không? Chứ huống gì là một người cha Thiên Chúa của chúng ta, một người không biết, không không một chút nhơ bẩn, vì một vết bẩn vì tội, không biết gì hết, quá tinh tuyền, sáng, gọi là sáng 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 trong sáng luôn, mà khi đó chúng ta rước cha vào trong lòng, rước mình Thánh Chúa, là rước cả Chúa vào trong cơ thể của chúng ta, vào ở trong tâm hồn của chúng ta, nhưng mà đứng như một cái cây khô, đứng trơ ra như vậy và đón nhận trên bàn tay, mà các cha coi đó là bình thường, mà các cha coi đó là bình thường sao? Thế gì bây giờ con hỏi cha, bây giờ một đứa con nít, có hai đứa con nít, cha cho bánh một đứa nó quỳ xuống nó cảm tạ cha, còn một đứa nó đứng nó cảm tạ cha, thì cha khen cái đứa nào? Cha khen cái đứa đứng hay là cha khen cái đứa quỳ, hay là cha thấy nó bình thường, cha thấy cái đứa nào nó trọng cha? Các cha là những người đã học lên rất là cao rồi, con nghĩ các cha quá uyên bác trong cái dòng suy nghĩ, các cha sẽ hiểu được những gì con nói. Và các anh chị giáo dân ơi, chúng ta là một gia đình, em không có cái tư tưởng gì mà để làm cái gì ở trong này cả, đi vô gia đình rồi chúng ta lên tiếng nó có cái gì mà nó không đúng cả. À, ngoài mặt Khải ra thì đây, những cái trang mà em đưa là cũng là những cái trang trang chính thống, những cái trang tốt lành. Các anh chị biết đó, thời đại hiện nay trắng nhưng mà người ta nói đen, đen người ta nói trắng, sai người ta nói đúng, đúng người ta nói sai, một cái sự đảo lộn, một sự đảo lộn trật tự rất khủng khiếp. Người ta công nhận cái rác rưởi là cái hay ho, người ta phủ phủ nhận cái sự đạo đức thánh thiện là một cái gì đó ma quái. Cho nên các anh chị ạ, không phải điều này em nói, cha mẹ Thiên Chúa của chúng ta đã dạy chúng ta rất là kỹ điều này, và cha mẹ cũng nói là các con hãy mở mắt ra, hãy mở mắt ra, và cái câu này rất nhiều lần, cái câu mở mắt ra này á, các anh chị có nhớ không,
ở trong cái thờ, cái vườn địa đàng, con rắn nó cũng tới, nó cũng nói vậy nè: không có sao đâu, ăn đi, phạm tội đi, nhưng mà ăn đi, người mắt ngươi sẽ mở ra và ngươi sẽ khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Bây giờ mẹ của chúng ta đã thấy chúng ta phạm tội rồi mà mắt thì chưa mở. Bây giờ mẹ muốn chúng ta hãy mở mắt ra, hãy nhìn cho rõ, hãy nghe cho kỹ, hãy nhìn hoa quả của chúng nó mang lại cho chúng ta, hãy nhìn hoa quả. Vậy thì các anh chị ơi, các anh chị là người thông suốt hơn em. Các anh chị xem hoa quả người ta mang đến cho Thiên Chúa của chúng ta, người ta mang đến cha của chúng ta, như vậy các anh chị có thấy có xứng đáng với cha chúng ta không? Có xứng đáng với cha chúng ta không? Em xin kết thúc video này, và em cũng mong rằng các anh chị em cũng chúng ta hãy cho Thiên Chúa, cho mẹ Maria, cho gia đình Công giáo một cái khoảng thời gian suy ngẫm và nghĩ về cái đấng cao vời này, xem là những cái gì người đời người ta đang làm, sự thay đổi đang làm, nó có hoàn toàn đúng với cha mẹ ta không. Chúc anh chị một đêm ngon giấc, và mong cho Chúa Thánh Thần sẽ có thể soi sáng cho các anh chị. Có lẽ em nghĩ em cần một câu cầu nguyện. Em dành Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Con lạy Thiên Chúa, lạy mẹ Maria, xin mẹ ban ơn khôn ngoan và sự phân định lớn lao đến với những người anh em trong Công giáo của chúng con, để khi anh chị em Công giáo của chúng con tiếp nhận những thông tin đến từ Chúa và mẹ, và những người anh em tốt lành khác cũng sẽ được mở lòng đón nhận và hiểu thấu được tiếng của Cha Thiên Chúa kêu gọi những người con thân yêu quay về và nhìn nhận đâu là sự thật, đâu là con đường mà Cha Thiên Chúa và mẹ đã vạch ra. Amen. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn mẹ. Bye bye, chào mọi người.